Hiện nay, thời trang công sở cao cấp đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Đây cũng là phân khúc khách hàng được không ít doanh nghiệp Việt đầu tư và đã nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Theo đại diện thương hiệu Chicland của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Ngọc Thành, thời trang cao cấp yêu cầu chi tiết từ lựa chọn chất liệu, thiết kế cho đến đường may là ủi đều phải cẩn thận tỉ mỉ. Là một thương hiệu nổi tiếng về sản phẩm thời trang công sở cao cấp của Việt Nam, thì Chicland tự đưa mình vào một khuôn khổ khắt khe và luôn hướng đến sự hoàn hảo tối đa về mọi mặt, luôn lấy cái tiêu chí sự hài lòng của khách hàng để làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi sản phẩm của Chicland đều được lựa chọn, đánh giá và kiểm soát qua cả một quy trình, rồi đến quy trình sản xuất đều được kiểm soát nghiêm ngặt để mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm giá trị và tốt nhất. Điểm đặc biệt của các sản phẩm thuộc thương hiệu này là sự đa sắc thái trong thiết kế, có thể làm hài lòng nhiều người tiêu dùng khác nhau. Theo đó, với việc khai thác triệt để các tông màu trầm, đường cắt cúp tinh tế và sự tối giản trong chi tiết đã mang đến những thiết kế công sở thời trang và sang trọng cho giới văn phòng. Sau 6 năm có mặt trên thị trường, hiện thương hiệu này đã phát triển được hệ thống 12 cửa hàng tại Hà Nội và đang có kế hoạch sẽ mở rộng thị trường vào khu vực phía Nam.